Các nhà lập pháp Mỹ cáo buộc Donald Trump sử dụng cuộc bạo loạn Capitol. Các nhà lập pháp Mỹ và Oakkeeper vào thứ ba 12 tháng 7 đã cáo buộc Donald Trump sử dụng một đám đông người theo dõi tấn công vào điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đó là nỗ lực cuối cùng của Donald Trump để duy trì quyền lực với sự thúc đẩy một cuộc hỗn loạn với những người ủng hộ nhiệt thành nhất của mình. Ủy ban Hòa viện cũng đưa ra bằng chứng cho thấy các trợ lý và những kẻ kích động bên ngoài đều biết trước cuộc bạo động rằng Trump sẽ thúc giục hàng ngàn người mà ông ủng hộ tuần hành trên điện Capitol vào ngày hôm đó. 7 thành viên đảng Dân Chủ và 2 đảng viên Cộng Hòa của bàn hội thẩm đã tiến hành các phiên điều trần để chứng minh rằng nỗ lực của Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 là hành vi bất hợp pháp, vượt xa chính trị thông thường. Khi phiên điều trần kéo dài 3 giờ kết thúc, đại diện đảng Cộng Hòa Liz Cheney cho biết Trump đã cố gắng gọi điện cho một nhân chứng tiềm năng của ủy ban, gây tác động trái phép đến lời khai của nhân chứng.